Ê mọi người ơi, cucumber nè, đó, dưa leo của tụi mình trồng nè mọi người. To chả bá luôn anh ơi, to lắm. Nhìn này, ghê không? Giờ mình sẽ thu hoạch nha mọi người. Ban công vườn nhà được bao nhiêu trái đây? Một. Wow, một trái này to quá ha. Hai. Trái này cũng to nè, nó già rồi đó. Ba. Bốn, năm. Mới được năm trái rồi mọi người, còn nữa đang ra hoa với trái nhỏ nhỏ đây nữa. À, thư dữ không á mọi người. Không ngờ năm nay là cái giống như này luôn á. Wait, babe. You sure that thing's ready? Yeah, it's ready. What do you think? I think it can get bigger. No way. Get bigger? Are you kidding me? Chồng mình nói á, nó còn là to hơn nữa. Em để cho nó to đi, chờ nó già rồi ha. That one's funny shaped. Yeah. It's a two different kind, huh? Maybe. This is weird. Rồi để chụp tấm hình thumbnail với coi. Tấm thumbnail. Anh qua đây mình chụp thumbnail. Obviously. Rồi bây giờ mình sẽ để cho chồng mình trải nghiệm cách dưa leo. Úi giời ơi. Yeah. Thư dữ không à? And another one too, babe. The big both? One. The boat. Yeah. You sure? Yes. It's gonna be getting old. Yeah, thích không? Thích he? You may eat it? Yes. No, 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 no. Now we're gonna make a cucumber salad. Come on, babe, don't do that. Rồi bây giờ mình sẽ vào làm món là gỏi dưa leo nha mọi người. Rất là ngon luôn. Gỏi dưa leo này xong rồi mình cho cà rốt với lại da đỗ. Ngon lắm. Mùa hè mà ăn cái món này cực kỳ ngon luôn nè. Tươi mát nữa. Rồi đi vô em nấu cho mà ăn nè. Anh ơi. Rubbing all that off there. Uh-huh. Trời ơi, năm nay giống dưa leo gì mà bự dữ thân luôn mọi người. Lúc mua giống về đâu có nghĩ nó bự vậy đâu. Người ta nói là giống Nhật Bản, dưa leo Nhật Bản gì đó. Rồi đi vô nấu. Let's go. Ready? Let's make a dinner. Rồi bên này vịt quất chín hết rồi. Hái ăn mọi người. Pick đi. Vịt quất nhà mình trồng. Ngọt. Wow, sweet. Ngọt ghê luôn á. Sweet hả bé? So good. I wish we could actually get these. Ngọt ghê á. Cả nhà đều có một cây à mà nó ra vậy đó mọi người. So sweet. Ngọt quá. Ngọt mà thơm nữa. Còn mấy trái. Hey, here. Over here. Have one. See that? You know why we don't have a lot? No. We aren't putting enough acid and watering it enough. Yep. So sweet. Nó được đâu khoảng 7-8 trái thôi mọi người. Còn trên này thì nó đang còn xanh. Đó sẽ thôi đi vô làm salad nha. Làm salad chia sẻ cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cân cái trái dưa leo này lên coi được bao nhiêu nha. Mình cân trái lớn nhanh hơn trước cái đã. 487-486 gram cho trái này. Là gần nửa ký á. Trái này là 384. Rồi cả hai trái lên. Wow, gần 1 kg. Dữ thân không? Năm nay trồng được dữ thân quá ha. Rồi giờ đi rửa sạch này. Cái mình làm bắp gỏi nè mọi người. Rồi mọi người ơi, thì để làm được cái món này thì mình phải có cả giá đỗ với cả là cà rốt thì nó mới đúng bài á mọi người. Món này hồi ngày xưa ở quê mình á, mình hồi bé mẹ mình hay làm ăn với cả người ta bán cũng rất là nhiều luôn. Thì vì là cái dưa leo, trái dưa leo này nó quá bự không có vừa cái chậu của mình á, mình cũng sẽ ngâm dưa leo vào trong nước với cả là đá nha, nước đá nha mọi người, để khi mình bóp gỏi á nó sẽ giòn ngon. Thì mình cho tất cả nguyên liệu gia đỗ với cả là cà rốt vô nước đá cộng với lại là dưa leo. Dưa leo mình cắt ra này mọi người, ngon không, đã gì đâu ha. Và phần ruột thì nó ít, nó không có nhiều,
là thích hợp cho làm gỏi luôn. Tại vì khi làm gỏi á, mà muốn cái món này nó không có chảy nước ra nhiều á, thì mình phải bỏ cái ruột nó đi. Mà phần ruột thì nó ít như vậy thì là mình lợi á, có nghĩa là mình lấy cái phần 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 gọi là cái này phần phần cơm hả, không biết nó sao, phần cơm dưa leo á thì nó dày hơn, nó nhiều hơn thì nó thích hợp cho làm gỏi hơn. Mình cắt đôi ra vậy đó, đó để mình băm, mình cho nó giòn luôn. Mình ngâm cỡ khoảng 10 đến 15 phút nha mọi người. Sau khi ngâm được 15 phút á, mình đem ra mình cắt. Mình cắt đôi ra vậy. Đó, mọi người thấy không? Cái ngon dễ sợ không? Rồi mình sẽ lấy cái hột nó ra ha. Cái phần ruột á. Bỏ nó đi. Mình chỉ lấy cái phần ngoài này thôi. Cái mình cắt ra, cắt cắt xiết như thế này này. Nó độ dày thì cỡ tầm này thôi, không có mặn quá, mặn quá là nó không có giòn, mà dày quá thì nó không có ngấm. Đó, mình cắt dày á mình nè. Sau khi mình vớt ra rồi thì mình cho tất cả các nguyên liệu vào trong một cái thau như thế này. Sau bây giờ mình sẽ đem đi trộn ha. Thì đầu tiên á, mình sẽ cho một ít muối vô đây. Mình án chừng chứ mình cũng không có công thức nhất định. Mình cho muối vô. Mình cho vừa vừa thôi, tại vì là lỡ có mặn thì mình còn biết mà cái cách điều chỉnh sau. Nhạt thì nó dễ điều chỉnh hơn là mặn, cho nên mình cho ít. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho đường. Đường thì mình cho hơn lượng muối, tại vì cái món này là phải ngọt 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 xí. Rồi tiếp theo là mình cho chanh hoặc là giấm, ở đây thì mình cho giấm. Mình trộn đều lên ha. Sau khi trộn đều xong thì mình sẽ để cho nó ngấm khoảng 10 phút. Bình thường cái món này á, nhiều người người ta sẽ cho thịt heo rồi tôm, mực hoặc là sứa hoặc là cho tai heo nữa, rất là ngon. Nhưng mà tại gần đây á, mình ăn nhiều thịt quá nên là bữa nay mình chỉ bóp gỏi dưa leo vậy thôi. Nó ăn vào mùa hè rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau ngò rí với cả là rau húng vào cho nó có mùi thơm ha. Mình trộn đều lên sau rồi mình sẽ dọn ra ăn. Rồi đây mọi người ơi, mình dọn ra đây rồi nè. Thì ngày hôm nay mâm cơm của tụi mình gồm có gỏi dưa leo, cây nhà lá vườn, bên này là rau lang xào tỏi, nhìn giống rau muống đúng không, nhưng mà bên này cái cuốn của rau lang nó to bự vậy đó, đó là rau lang nha mọi người. Bên này là chả giò, rết tôm và hôm nay tráng miệng chôm chôm nha mọi người. Thì trước khi ăn mình sẽ rắc một ít đậu phộng lên trên gỏi này. Cái này phải có đậu phộng mới ngon mọi người, mặc dù mình cũng không thích ăn đậu phộng lắm nhưng mà phải đúng bài. Đó, ok, rất là hấp dẫn. Bữa nay mâm cơm mùa hè đơn giản vậy thôi, nó thanh mát và nó ăn không có bị ngán đó mọi người. Không biết ngày hôm nay thì nhà mỗi người mâm cơm thực đơn là như thế nào ha, chia sẻ cho nhà hút cùng biết nha. Rồi thì bây giờ mời mọi người cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. You want rice? Sure. A lot or just leave? Enough. Enough? Yeah. Yeah. Today is hot. Mm-hmm. That's good. More. More? Yeah. There we go. Let's make it use chopstick. Oh, now I know. Salad nè, salad cucumber salad. Cucumber salad? Mm-hmm. Chả giò với cả là chả giò. Chai hả? Rau lan xào tỏi. Rau lan xào tỏi hả? Xin mời mọi người. Xin mời. Rồi, mời mọi người ăn. Thử món nào trước. You did it good this time. Your sauce and all. Mm-hmm. Smells good, yeah. Mm-hmm. It's good, huh? Thử món này nè, món gọi là món quan trọng nhất ngày hôm nay nè mọi người. Ngon. Good.
Này có thêm tôm á, ngon lắm. Tai heo mới ngon à. Japanese cucumber is really good. Mm-hmm. It's sweet, yeah, babe. Mm-hmm. Ngon ghê. Tasty. Yummy. What kind of spring roll is that? I don't know. I just bought it frozen and then let's try it. Is that good? It's good. Not bad. Lười làm cái món này quá nên mua sẵn luôn về chiên lên là thùng này. Không? Not bad. Mọi người thấy cái tóc của mình, tóc mới như nào? Cái này không phải xoăn mãi mãi đâu mọi người, nên mọi người yên tâm. Nếu mà thấy già quá chắc 1-2 ngày thôi. Tại vì là cái này là xoăn giả mai á. Xong rồi mình gội á, nó sẽ hết xoăn đi và nó trở lại cái tóc layer bình thường rồi nè. Chồng mình ảnh không thích mình để tóc xoăn, tại vì ảnh nói nó không có tự nhiên, tại vì người Việt mình nó là tóc thẳng, tóc đen dài thẳng gì đó mọi người, nên là ảnh không thích mình để tóc xoăn. Tóc xoăn là giống như người Mỹ các kiểu thì người ta có tóc xoăn, còn mình nó là tóc dài thẳng thì ảnh thích để tự nhiên, ảnh không thích mình đổi thay đổi gì hết mọi người. The leaves are really good. You like it? Sweet potato leaves or just mm-hmm. Sweet potato leaf. I love it. This is a healthy dinner. A bunch of veggies. Green. Summer. Perfect for hot weather. Yeah. Summertime you don't want to eat a lot. All you need is just water. But you know that your body needs food, so if you eat veggie a lot, it's healthier. Kind of the weirdest spring rolls I ever had. It's a different guy. So, our side is a special. Yep. Spring roll that was like, not really like noodle, but. Is they make it fabulous. It's just different. Different wrap. Yeah, different wrap. And some people they like this better than the regular one. I mean, it's crunchy. It's nice, right? Mm. But it's a little bit dry. Maybe because the way I deep fried it too long. But normally, it's really good. I doubt it was because of how you fried it. I think it's just because it wasn't, you know, it was frozen. Mm-hmm. And inside good. Is a shrimp. And shrimp? Mm-hmm. Tastes like pork. Shrimp and pork mixed together. Mm-hmm. It definitely tastes more Vietnamese than regular spring rolls, you know? Mm. And then the little kind of eat that are like Filipino style or Chinese style. But the way you make them is better. Homemade ones. Imagine if you could actually get that type of wrap. Yeah. You know? They have to. Is it more difficult, I wonder?
No. No? Same thing? Same. If you want, you can make it. But, oh, yeah. Yeah, but you know, when I go little, my mom always buy this type of spring roll, and then she put the whole shrimp in it, the big whole shrimp, yep. And then right here have a tail. Yep. And it's made this look beautiful, right, decoration. And you fry it, it's really good. Sounds good. With shrimp spring roll. Cucumber Stacy. This is cucumber salad, Vietnamese style. You spiced it up. But you eat chili. Ngon không vậy? Bởi là nóng lắm nha. Cái tụi mình phải mở điều hòa. Mà điều hòa là tụi mình mua. When did we bought the air conditioner? Sure. A month ago? Yeah. Tụi mình mua một tháng trước. Mà cái đợt đó ở chỗ mình á, nó nóng mà kiểu là kỷ lục luôn á, nóng đến nỗi mà như Việt Nam luôn á, nóng mà kiểu cực kỳ nóng mà thở không được luôn mọi người. Mà đến nỗi điều hòa á, ở khắp nơi bán hết luôn, cháy hàng không có luôn á. Cái tụi mình nghĩ ra một ý tưởng, đó là lái xe 2 tiếng đồng hồ, cách chỗ mình 2 tiếng đồng hồ về cái vùng nông thôn đó mọi người. Thì những cái vùng đó cái nhu cầu người ta cần mua nó ít hơn là ở thành phố. Cái tụi mình vô trong đó mua. Thì may sao á, là đến nơi á, là vừa còn 3 cái, còn duy nhất 3 cái nữa thôi đó. Nên là tụi mình mua một cái về. Còn không á là nóng chịu không được luôn. Tại vì một cái quạt đó nó không có. Tụi mình có quạt rồi, nhưng quạt mà kiểu quạt bự á, nó thổi giống như cái quạt ở nhà hàng á mọi người. Nhưng mà nó vẫn cứ nóng. Nó nóng mà nó hầm luôn á. Phải có điều hòa mọi người. Rất là may mắn. Gassed me up. Yep. Chili. Mm-hmm. Cay quá hả? Mm-hmm. Getting full. Easy. Sure. Thế nhưng mọi người mùa hè tụi mình ăn uống ít lắm luôn á. Trời nóng á, ăn nó nhanh no mà. Nhờ hai đứa thích ăn vặt. Còn mùa đông á, thì thích ăn cái món bữa chính luôn á. Mùa hè là thích đi ăn vặt rồi. Ăn tí là no, ăn tí là no. Mùa này tốn tiền mua nước nhiều nè. Uống trà sữa nè, uống Starbucks nè. Rồi uống nước cũng nhiều chứ, uống nước ép các kiểu. So good. You did good well with the cucumber, you know. Ngon, rất là ngon luôn. Cái món này dại ngán, ngày nào mình ăn cũng được á. Mà cái dưa leo mình trồng á, cái mình ăn mình thấy nó có giá trị hơn mọi người. À, ăn cái này nè anh. Anh chôm chôm, bữa nay chôm chôm rẻ này, vào mùa này mai mốt không có rẻ như vậy đâu. Tươi nè ha, trái tươi nè. Ở Mỹ mà kiếm trái chôm chôm tươi như này là cũng đã hạnh phúc. Cuộc sống này là thấy tươi vui rồi đó. Anh đi ăn, đó lựa cái trái ngon ngon để ăn. Mình trắng miệng này. Là bữa trắng. Uh-huh. Nè, mọi người. Ngọt ghê. Ngọt quá.
lựa cái trái to to đỏ đỏ mà ăn này. Trái này mới ngon nè. You know how to pick the good one? Need to be red and big. Red and big. A bit sweeter. No, yeah. Yeah. It's not ready, they can get ripe. This is not ready yet. But it's still sweet. But this will be better. Good. Tasty. I wish we could go to Vietnam. Yeah. But before we were in Mekong Delta. Wow, amazing. Khi nào mà có dịp về miền Tây Việt Nam á, vào vườn chôm chôm, vườn chôm chôm rồi vườn nhãn rồi vườn bòn bon ha. Ủa miền Tây đâu có vườn bòn bon đâu không ta? Có ta, bòn bon hình như là ở Tây Nguyên có hả? Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết là tụi mình ghiền ăn bòn bon lắm luôn mà bên nào không có. Canada thì có nhưng mà chưa có mở cửa khẩu nên không đi qua được. Mình có tin cái gì anh này á, ông xơi tối nay là hết rồi. Gì với trái cây với rau là ông ăn nhanh lắm. Rồi thì cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của mình nha. Hôm nay rất là vui tại vì được thu hoạch dưa leo. Ông phấn khích lắm mọi người. Ông nói khi nào mà em thu hoạch đó, anh cho anh cắt nè, cho anh thu hoạch đó nha. Khoái dễ sợ. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo với mọi người. Chúc mọi người cùng mình làm một tốt lành. Bye bye. Xin chào. Xin chào.